Shippo Sưu Tầm, xin chào anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em một cây bật lửa đu bông lai một bọc bạc rơm lùng một lỗ ha. Cây này được sản xuất thập niên 7X, bọc bạc vân kim cương, tình trạng qua sử dụng là nguyên zin ha, còn rất là đẹp. Chủ cũ sử dụng cây này còn rất là đẹp, vân kim cương. Anh em xem qua ha, cây này là ST đu bông, vua của tất cả các loại bật lửa. Cây này đẹp tổng thể toàn bộ, rất là đẹp nha anh em. Chỉ có cái gốc đái nó hơi bị cấn tí xíu ha, em quay rõ cho anh em xem nha. Chỗ cấn tí xíu nó không có ảnh hưởng nhiều. Cây này 7X, bọc bạc, vân kim cương, tình trạng là qua sử dụng rất là đẹp. Kính da nhẹ lửa nha anh em. Cây này là anh em giao lưu thì em bao ga đá cho anh em xài 6 tháng 1 năm, chuyện bình thường. Bảo hành cho anh em trọn đời ha. Cây này thập niên 7X, có cái cần ngắt ga nha anh em. Cây này thì em xin phép giao lưu là 2500 nha, 2500 cho một cây đu bông xưa, còn rất là đẹp ha, còn rất là đẹp, long lanh luôn, bọc bạc vân kim cương. Anh em giao lưu thì vui lòng liên hệ em qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều shippo sưu tầm hơn, phục vụ anh em. Em cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em có một năm mới may mắn, thuận lợi và bình an ha.